Bài tập gồm có 2 phần, phần A và phần B. Phần A là phần dạo nhạc, gồm 32 bước nhảy. Bắt đầu từ chân phải, đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nghỉ 8. Câu số 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nghỉ 8. Câu số 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nghỉ 8. Câu số 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nghỉ 8. Chúng ta vừa thực hiện xong phần A của bài tập. Phần B của bài tập gồm 32 bước nhảy. Bắt đầu từ chân phải, đi 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, nghỉ 8. Câu số 2, đùi trái, 2, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, nghỉ 8. Câu số 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4, lùi trái, 4, 2, 3, nghỉ 4 và 5, 6, 7, 8. Chúng ta vừa thực hiện xong hướng thứ nhất của bài tập. Tiếp tục thực hiện hướng thứ hai. Bắt chân phải chuẩn bị, đi 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, nghỉ 8. Câu số 2, lùi trái, 2, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, nghỉ 8. Câu số 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, đùi trái, 4, 2, 3, nghỉ 4 và 5, 6, 7, 8. Chúng ta tiếp tục thực hiện hướng thứ 3 của bài tập. Chân phải chuẩn bị, đi 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, nghỉ 8. Câu số 2, đùi trái, 2, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, nghỉ 8. Câu số 3, câu số 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4, lùi trái, 4, 2, 3, nghỉ 4 và 5, 6, 7, 8. Chúng ta tiếp tục thực hiện hướng thứ 4 của bài tập. Chân phải chuẩn bị, đi 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, nghỉ 8. Câu số 2, lùi trái, 2, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, nghỉ 8. Câu số 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4, lùi trái, 4, 2, 3, 4, nghỉ và 5, 6, 7, 8. Chúng ta vừa thực hiện xong 4 hướng của bài tập. Chúc các bạn thành công.